Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Phát hiện phiếu xét nghiệm sát cov 2 test nhanh có dấu hiệu giả mạo. Chốt kiểm dịch xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện phiếu kết quả xét nghiệm sát cov 2 test nhanh có kết quả âm tính không đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh về việc công dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sát covid 2 test nhanh không đúng quy định. Theo đó, báo cáo nêu rõ, sáng mùng 8 tháng 8, Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch xã Mai Đình đã phát hiện trường hợp công dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm sát covid 2 test nhanh có chữ ký của cán bộ kỹ thuật, chữ ký của bác sĩ chỉ định và có đóng dấu treo của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để đi qua chốt vào địa bàn huyện Hiệp Hòa. Tuy nhiên, trên phiếu xét nghiệm không có thông tin của đối tượng được test nhanh. Việc cấp phiếu xét nghiệm không đúng quy định như trên gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và tạo nên nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19. Chiều cùng ngày, mùng 8 tháng 8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lại Thị Nguyệt, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, tôi đã cho kiểm tra. Bước đầu tôi khẳng định hai chữ ký của bác sĩ và cử nhân xét nghiệm ký ở phiếu kết quả xét nghiệm sars-cov-2 test nhanh mà chốt kiểm dịch xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa phát hiện là chữ ký giả mạo, bá đoàn.